tin giáo sứ Lộc Ninh, tĩnh tâm mùa vọng tại giáo sứ Lộc Ninh. Trong tâm tình của mùa vọng, Chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2018, cha Phaero Phan Văn Toàn, chánh xứ giáo sứ Lộc Ninh đã mời quý cha thuộc dòng thánh thể và quý cha trong hạt Bình Long về giáo sứ Lộc Ninh để giảng tĩnh tâm cũng như ban bí tích hòa giải cho giáo dân trong giáo xứ Chương trình tĩnh tâm bắt đầu từ 6 giờ sáng với việc cha chánh xứ cùng quý cha khách ban bí tích hòa giải cho cộng đoàn song song với việc ban bí tích hòa giải, cha đa minh trần dũng thuộc dòng thánh thể đã chia sẻ bài giảng tĩnh tâm giúp cho cộng đoàn có thể chuẩn bị tâm hồn để đón chờ ngày chúa đến. sau giờ giảng tĩnh tâm, cha đa minh đã chủ sự thánh lễ chúa nhật thứ ba mùa vọng năm c. sau thánh lễ, các em thiếu nhi được cha chánh xứ phêrô ưu ái dành riêng giờ tĩnh tâm cho các em với sự hướng dẫn và chia sẻ của thầy sáu Francisco Xavier Trần Phương Quyền. Nhờ sự quan tâm và chăm sóc của cha chánh xứ Phaero, cộng đoàn giáo xứ Lộc Ninh đã được dọn sẵn tâm hồn của mình để bước vào mùa Giáng sinh sắp tới và chờ đợi ngày Chúa đến trong vinh quang.